Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn do Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phối hợp với Sở Y tế Nghệ An thực hiện. Chương trình đang phát trên sóng truyền hình NTV, sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên vệ tinh Vinasat 1. Chương trình này được tài trợ bởi Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thương Hoàng, Bệnh viện Quốc tế Vinh và Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC, văn phòng đại diện của Công ty Cổ phần Đầu tư và Hợp tác Quốc tế Thăng Long tại Nghệ An, OSC. Thưa quý vị và các bạn, như đã hẹn từ tuần trước, hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại với chủ đề tư vấn cách phòng và điều trị các bệnh lý về đường tiêu hóa. Và chúng tôi đã mời trở lại trường quay bác sĩ chuyên khoa 2 Phùng Thị Hằng, là trưởng khoa nội của Bệnh viện Quốc tế Vinh. Xin chào bác sĩ. Xin chào chị Hồng Nhung. Xin kính chào quý vị khán giả. Còn lúc này thì mời quý vị cùng theo dõi một phóng sự. Hôm nay, bà Lê Thị Đường, 72 tuổi, ở xã Bồi Sơn, huyện Đô Lương, đến khám tại Bệnh viện Quốc tế Vinh. Bà và người thân rất ngỡ ngàng sau khi khám và làm các xét nghiệm. Bác sĩ chẩn đoán bà bị tắc mật thấp và nghi ngờ có u túi mật, cần phải nhập viện để điều trị. Từ bữa thứ 6 lại đấy, là triệu chứng của bà là ăn là vẫn hơi ít, và là cái vùng bụng ấy là cứ đau rầm rầm. Nói chuyện với con ra rửa thì nói con bắt mẹ đi khám ấy, chống có đây là được thì anh cứ đau trong cái vùng đi, không biết đau nhiều đau ít, chứ nhiều khi thì ổi oái thì nãy sơ qua chẳng không thuộc tháng chứ mất ạ. Chứ mà đi khám định kỳ thì ít khi ba đi khám lắm. Còn chị Lê Thị Ngọc Bé, 35 tuổi, ở phường Quang Trung, thành phố Vinh, có triệu chứng đau dạ dày mấy tháng nay, nhưng do công việc nên chị tự mua thuốc uống. Vì không đỡ nên hôm nay chị mới đến khám và nội soi dạ dày tại Bệnh viện Quốc tế Vinh. Tại vì triệu chứng đau đau một bên bụng á, xong đó rồi là thỉnh thoảng xong rồi là cảm giác là lúc nào cũng có một cái chất đơm ở cổ á, xong rồi là cách đây một tháng là bị đau một lần, xong rồi sau rồi là uống thuốc lấy ngoài á. Cũng là khi đấy đi đang đi công tác thì bần thôi lại uống tạm. Thế bây giờ đau thì cảm thấy là nghi ngờ mình bị dạ dày thì là đi khám bác sĩ. Thì bác sĩ khám tổng quát thì cũng nói là vì hiện tượng là đau dạ dày và cao ngược dạ dày. Bệnh về tiêu hóa có rất nhiều loại với nhiều triệu chứng khác nhau. Tại Việt Nam, các bệnh về đường tiêu hóa đứng top đầu trong nhóm bệnh nội khoa. Khoảng 70% người Việt có nguy cơ mắc những bệnh này. Tuy nhiên, một tâm lý chung của người Việt Nam là rất ít khi đi khám định kỳ. Thậm chí khi bị đau cũng không đi khám, trừ trường hợp đau quá phải đi cấp cứu. Chính vì vậy, bệnh thường âm ỉ dẫn đến diễn biến nặng hoặc trở thành bệnh mãn tính. Một người mà khi đã bị triệu chứng đau, bất kỳ đau cái gì ở trên cơ thể thì không nên tự mình đi lấy thuốc ở bên ngoài, mà nên là đến chẩn đoán của bác sĩ. Bác sĩ kê đơn thì khi có đơn rồi thì mình lấy thuốc uống là yên tâm hơn. Và sau đó uống hết những cái liều thuốc bác sĩ kê đơn, mình quay trở lại khám lần nữa. Thì khi đó thì triệu chứng bệnh của mình thì được bác sĩ theo dõi và sát sao hơn. Hiện nay ở Nghệ An, các kỹ thuật về chẩn đoán cũng như điều trị bệnh về tiêu hóa đã có sự phát triển vượt bậc. Nhiều bệnh viện đã đầu tư về nhân lực, máy móc thiết bị, cơ sở vật chất, có thể đáp ứng tốt nhu cầu khám và chữa bệnh cho nhân dân trong tỉnh và các tỉnh lân cận. Hiện nay thì ở Bệnh viện Quốc tế Vinh, cái lĩnh vực tiêu hóa được đầu tư rất là mạnh, từ cái khám về lâm sàng, về mặt trình độ bác sĩ, đến các cái cơ sở vật chất như hiện tại như để giúp cho cái việc chẩn đoán và điều trị bệnh, ví dụ như cái hệ thống nội soi ở đây là có hệ thống nội soi dạ dày, đại tràng kết hợp với các cái phương tiện để làm can thiệp luôn. Còn bên cạnh đó các cái chẩn đoán hình ảnh khác để hỗ trợ cho cái việc bệnh lý tiêu hóa là các cái chẩn đoán hình ảnh như siêu âm, có cái hệ thống máy CT, MRI, cộng hưởng từ thì cái hình ảnh nó sẽ rõ nét hơn. Thưa bác sĩ Hằng, như tuần trước bác sĩ đã chia sẻ về một cái số bệnh lý về ống tiêu hóa. Còn bây giờ thì bác sĩ có thể tiếp tục chia sẻ về các cái bệnh lý trong cái hệ tiêu hóa. Hôm nay cũng vui được muốn chia sẻ một tí về các bệnh lý về gan mật cũng thuộc hệ tiêu hóa. Thì bệnh lý gan mật thì cũng có rất là nhiều bệnh, cũng chia thành các nhóm: bệnh nhiễm trùng, bệnh bẩm sinh và các bệnh tự miễn. Bên cạnh đó, nhất là hệ thống gan mật còn một số bệnh có thể dễ mắc phải như bệnh sỏi mật,
dung chui đường mật, đặc biệt là bệnh về gan thì hiện nay có rất là nhiều vấn đề, nhưng trong đó cái vấn đề viêm gan nó đang nổi bật. Viêm gan cũng có rất nhiều nguyên nhân, có viêm gan do virus, viêm gan tự miễn, hay viêm gan do thuốc, đặc biệt là bây giờ hiện tượng viêm gan do rượu, gan nhiễm mỡ cũng rất là nhiều ạ. Đó, nghĩa là cái bệnh tiêu hóa rất là phức tạp và nhiều bệnh, chứ không như một số bệnh thông thường chúng ta hãy gặp và thường nghĩ, đúng không ạ? Vâng, thưa bác sĩ, để phòng tránh những cái bệnh về gan mật ấy thì là mình sẽ có cái cách cơ bản như thế nào? Thì nói chung về cơ bản thì cách phòng tránh cũng tùy thuộc vào bệnh. Ví dụ như bệnh lý về viêm gan chẳng hạn, thì trong bệnh lý viêm gan hiện nay có bệnh lý viêm gan B, viêm gan A là mình có thể phòng tránh được bằng cách tiêm phòng. Rồi một số biện pháp như là ví dụ viêm gan C, viêm gan B thì tránh dùng các cái bơm kim tiêm chung, hoặc là dự phòng, tiêm phòng dự phòng cho mẹ, cho con, để nhất là những người mẹ mà có mang thai mà bị nhiễm viêm gan B thì khi sinh con thì có nguy cơ nhiễm virus viêm gan B cho con. Vì vậy mà cái phòng ngay từ những giờ đầu tiên sau khi trẻ ra đời rất là quan trọng để bảo vệ cái cuộc sống của bé sau này. Vâng. Và bây giờ chúng ta sẽ tư vấn cụ thể hơn qua những câu hỏi mà chương trình đã nhận được qua địa chỉ email sức khỏe của bạn dtva@gmail.com ạ. Đầu tiên là câu hỏi đến từ bạn Nguyễn Quốc Phương. Địa chỉ email là phương.ts.cc@gmail.com. Bạn ấy hỏi thế này ạ. Tôi hay bị đầy trang, vậy thì tôi phải kiêng khem như thế nào để cho đỡ cái bệnh của mình ạ? Thì trong câu hỏi này thì câu bạn của bạn là bệnh đầy trang, nhưng cũng không cụ thể là bệnh đại tràng cụ thể là chẩn đoán là cái bệnh gì. Thì về mặt bệnh lý đại tràng thì cũng có thể là hệ thống do viêm nhiễm của niêm mạc đại tràng, hoặc là do bệnh lý tự miễn, cũng có thể là do bệnh lý về khối u. Nhưng mà trong câu hỏi của bạn thì tôi chắc là bạn muốn hỏi về cái vấn đề đi ngoài của bạn hay bị rối loạn phân thì có thể kiêng khem như thế nào. Thì trên thực tế một số bệnh thì có thể kiêng khem được, như bệnh đại tràng đó là những hội chứng ruột kích thích. Một số người hay ăn những chất tanh, chất chua vào thì có thể nó gây kích thích niêm mạc ruột, nó gây đi ngoài phân lỏng. Vì vậy những bệnh nhân này mà hay đến với chúng tôi thì chúng tôi khuyên thứ nhất là phải điều chỉnh chế độ ăn uống, thứ hai là tẩy giun định kỳ, cái thứ ba là phải đến khám sức định kỳ của bác sĩ để bác sĩ tư vấn cụ thể trên từng trường hợp cụ thể. Ví dụ như là trong kiêng khem ăn uống thì bác sĩ có thể nói cụ thể hơn một tí ạ? Kiêng khem ăn thì cũng tùy trường hợp, một số bệnh nhân thì có hiện tượng dị ứng với các cái thức ăn như đồ biển, các hải sản thì người bệnh nên kiêng những cái thức ăn đó. Hay nữa là phải ăn chín uống sôi, tức là hạn chế các cái đồ sống tối đa, và nếu mình có thì cũng phải vệ sinh rất là sạch sẽ. Rồi qua đây thì chúng ta cũng nên rút kinh nghiệm rằng khi các bạn gửi câu hỏi về cho chương trình thì các bạn hãy miêu tả, hãy nói về bệnh của mình cụ thể hơn thì bác sĩ sẽ tư vấn được chính xác hơn, đúng không ạ? Đúng ạ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tư vấn câu hỏi cho bạn Hoàng Nam ở thành phố Vinh ạ. Tôi đi xét nghiệm máu thấy sắc tố mật tăng, bác sĩ khám bảo là do trào ngược. Tôi có tiền sử là bị dạ dày, thi thoảng thấy đau vùng dưới sườn phải. Liệu rằng điều này có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của tôi hay không? Mong bác sĩ tư vấn ạ. Câu hỏi của bạn thì bạn nói là bạn có biểu hiện là sắc tố mật tăng. Tức cái sắc tố mật này là thường mình phải xét nghiệm qua máu, hoặc là khi nó đào thải qua đường nước tiểu thì có một lượng nó tăng hơn thì có thể phát hiện qua nước tiểu. Thì thường thì cái sắc tố mật là do quá trình giãn hóa của hồng cầu chuyển đổi thành bilirubin, sau đó nó chuyển thành bilirubin trực tiếp và gián tiếp, gọi là nói chung là muối mật. Nó tăng trong một số trường hợp những cái bệnh lý về gan như viêm gan, hoặc là tắc mật thấp do sỏi, do run, do u. Còn cái cụ thể của bạn nói là tăng bao nhiêu thì cũng không rõ, nhưng mà thường là con số bình thường của nó là dưới 17 micromol trên lít. Còn trong trường hợp mà trào ngược dịch mật lại là khác. Trường hợp dịch mật thì là thường thì dịch mật sau ăn là dịch mật được tiết vào để tiêu hóa thức ăn và nó đi xuôi xuống ruột. Nhưng một số người thì có hiện tượng là dịch mật trào ngược lên dạ dày. Đó cũng là một nguyên nhân gây viêm dạ dày, chứ không phải là dịch mật trào ngược gây tăng bilirubin trong máu. Không phải là tăng bilirubin trong... Nên là để mà chẩn đoán cụ thể thì phải tìm ra cái nguyên nhân của tăng bilirubin, chứ không phải là dịch mật vào dạ dày gây tăng trong máu. Còn đây là câu hỏi của bạn Phong Nga ở Nam Đàn ạ.
Thưa bác sĩ, thời điểm này trẻ có dễ bị tiêu chảy do virus rota hay không ạ? Và làm như thế nào để phòng tránh cái bệnh này ạ? Rotavirus thì là một trong những nguyên nhân gây ỉa chảy hàng đầu cho những trẻ dưới 2 tuổi. Và cái mùa này cũng là một trong những cái mùa mà nguy cơ gây nhiễm rotavirus cao. Và rotavirus là một bệnh có thể phòng tránh được. Và đối với trẻ thì uống rotavirus tốt nhất là bắt đầu từ tháng thứ 2 và cái mũi liều đầu tiên là trước 6 tháng để bảo vệ tốt nhất cho trẻ. Cái vaccine rotavirus thì có nhiều loại, có thể có của Việt Nam, cũng có thể của nước ngoài. Nhưng mà các bạn nên đến các cái trung tâm y tế dự phòng để có các cái tư vấn cụ thể uống loại vaccine cho con. Thưa bác sĩ, qua số điện thoại 0386262999 thì chương trình đã nhận được tín hiệu của vị khán thính giả đầu tiên, đó là bạn Hương đến từ Nghĩa Đàn. Chương trình sức khỏe của bạn, xin chào bạn Hương ạ. Vâng ạ, chào chị ạ, chào chị chương trình ạ. Bạn Hương ơi, chương trình hôm nay tư vấn về các bệnh lý đường tiêu hóa, bạn có thắc mắc gì thì hãy nêu câu hỏi để bác sĩ Hương tư vấn ạ. Vâng ạ, chào bác sĩ ạ. Vâng, chào chị. Em bé của em sinh được 25 ngày ạ. Vâng. À, đến ngày thứ 25 bụng bị nhẹ ạ. Bác sĩ là có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của bé không ạ? Thì như theo mẹ nói thì bụng của bé có sôi. Sôi bụng thì đấy là cái từ của dân gian, nhưng mà theo đúng cái từ y học thì gọi là nhu động ruột. Thì nếu mà con không trớ đi ngoài các thứ bình thường thì cái nhu động ruột là bình thường, ai cũng có nhu động ruột. Thì mình nếu mà mình lắng nghe con, mình ôm ấp con có thể nghe được cái tiếng nhu động ruột. Nếu không có vấn đề gì về cái vấn đề đi ngoài hay nôn trở thì không có vấn đề gì, mẹ yên tâm ạ. Em cảm ơn chương trình, em cảm ơn bác sĩ ạ. Vâng, chào anh chị. Vâng, xin cảm ơn bạn Hương ạ. Vâng, thưa bác sĩ, chúng ta trở lại với câu hỏi nhận qua địa chỉ email sức khỏe của bạn trên tva@gmail.com ạ. Đó là câu hỏi của bạn Phạm Thương đến từ Hưng Nguyên ạ. Vâng. Tôi hay có cảm giác nóng ở dạ dày, mỗi ngày tôi bị nhiều lần. Hiện tượng đó là triệu chứng của căn bệnh gì ạ? Như câu hỏi của bạn thì bạn có hiện tượng chắc là đau nóng ở vùng mũi ức, vùng trên rốn. Thì cái triệu chứng này thì cũng hay gặp trong bệnh lý của dạ dày. Và có thể là viêm, cũng có thể là loét. Và thường thì nó xuất hiện khi đói nhiều hơn. Mà để biết được cụ thể bệnh gì thì bạn nên khám, có thể đến với bệnh viện của chúng tôi sẽ tư vấn trực tiếp cho bạn. Vâng ạ. Và có cái biện pháp cụ thể để điều trị cho bạn. Vâng. Và theo như bác sĩ nói thì khả năng lớn đấy là bệnh dạ dày, vậy thì trước mắt nếu mà chưa đến được bệnh viện thì có cách gì để... Thường thì bệnh lý dạ dày thì ngoài cái chuyện dùng thuốc thì cái chế độ ăn uống cũng rất là quan trọng. Thứ nhất là bạn phải ăn uống điều độ. Và thứ hai là kiêng các cái chất cay, chất nóng. Và điều quan trọng là nghỉ ngơi cũng phải hợp lý. Nhiều khi thức khuya quá hoặc là căng thẳng công việc, căng thẳng stress cũng có thể gây đến bệnh lý dạ dày. Và câu hỏi của bạn Thanh Giang đến từ Thanh Hóa. Mùa này ngủ dậy tôi rất hay bị trướng bụng, đầy bụng. Khi hỏi bác sĩ nguyên nhân là gì? Xin được hỏi bác sĩ nguyên nhân là gì và tôi cần phải làm gì để cải thiện tình trạng này ạ? Thì theo như bạn, câu hỏi của bạn thì đầy bụng, trướng bụng thì là một triệu chứng thôi. Nó cũng gặp rất trong nhiều bệnh, có thể bệnh lý dạ dày, đầy hơi cũng có thể như thế. Một số người mà dùng kháng sinh kéo dài có thể gây loạn khuẩn, cũng có thể gây đầy bụng. Và trường hợp bệnh lý đại tràng, rối loạn hồi chứng ruột kích thích hay là những cái rối loạn hấp thu cũng có thể gây cái triệu chứng đầy bụng này. Thì tốt nhất là phải khám cụ thể và hỏi thêm các cái triệu chứng khác để nghĩ đến bệnh lý của bộ phận nào thì mình nghĩ đây kiểm tra sâu hơn ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ tư vấn cho bác Nguyên đến từ Tân Kỳ. Thưa bác sĩ, tôi muốn hỏi cái là tôi có cái bụng hân cứ đau suốt ý mà đi khám thì siêu âm thì họ nói là bụng đầy hơi. Mà ăn bình thường, nói chung cứ ăn bình thường rồi thì dù ăn cá là đau bụng nè, ăn chua đau bụng nè, mà ăn ớt cái thì không đau, mà ăn mực ăn tôm cũng đau, nhưng mà cứ ăn bình thường là tự nhiên là cứ một ngày đi 4-5 lần. Thì lại uống bé quá rin với cái lo rồi xịt vì uống cái là ổi thì hay là cầm được ít ngày thì tự nhiên hay là cứ bị nữa. Mà đi khám thấy họ còn nói là bị bệnh đại tràng, mà uống đại tràng cứ đợi được vài ngày thì thôi.
Mà cách đây 2 năm là đi nội soi thì họ nói là đại tràng cản chứ cả mới bị bá bụi tì thì mổ rồi. Mà dư là bụng nó cứ đau rửa. Mà bụng nó khi mổ hơi nhất là đêm nó hơi cứ đầy cắn rửa. Thì hỏi bác sĩ là bệnh gì mà điều trị cho thắng ạ. Xin hỏi là bác năm nay bao nhiêu tuổi đấy ạ? 65 tuổi ạ. Thì bác bị bệnh này lâu chưa ạ? Khoảng mấy năm rồi ạ? Khoảng 4-5 năm chứ đó. Thì như bác mô tả và hai nữa là bác cũng đã đi khám, đã soi đại tràng rồi. Thì như mô tả triệu chứng của bác thì là một cái rối loạn phân kéo dài. Thì bác đã soi đại tràng, hình ảnh nội soi đại tràng bình thường. Thì cũng có thể là bác bị cái bệnh là hội chứng ruột kích thích. Tức là cái ruột của bác rất dễ nhạy cảm với một số cái thức ăn, và nhất là những cái thức ăn tanh hoặc là những cái chất cay, chất sinh hơi nhiều, ví dụ như đậu phụ hoặc cà phê. Thì nếu mà bác bị cái này thì điều trị triệu chứng. Những cái bệnh này thì nó không ảnh hưởng nhiều đến cái tuổi thọ, nhưng nó có thể ảnh hưởng đến cái chất lượng cuộc sống hàng ngày. Còn để mà cụ thể hơn thì bác có thể đến khám bác sĩ và tư vấn dùng thuốc trực tiếp. Thì vì mỗi một tùy theo triệu chứng của người bệnh và có thể cho thuốc. Như bác nếu đi lòng nhiều lần thì bác có thể cho thuốc để làm giảm cái số lượng nước trong phân, rồi điều trị cho cái thuốc để điều hòa lại nhu động ruột cho bác để đỡ đau. Nói chung là đi khám là cũng đi khám nhiều nơi rồi. Bà có thì, hỏi gì nữa không ạ? Thì họ cứ nói là rối loạn chức năng đại tràng với các thứ đó. Mà uống thì ấn cơ đơ được ít ngay ra này cứ bị tiếp nữa. Cái bệnh này thì nó dứt hẳn rất là khó, vì cơ thể nó nhạy cảm với một số với thức ăn như vậy. Thì chủ yếu là mình thứ nhất là ăn uống điều độ, thì thứ hai là bác phải tẩy giun định kỳ 6 tháng một lần để dự phòng cái nhiễm giun, tái nhiễm giun. Cái thứ ba nữa là khi nào cũng có triệu chứng nó gây ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống nhiều thì bác phải đến để bác sĩ cho một số thuốc để hỗ trợ cái việc này. Bác sĩ sẽ tiếp tục tư vấn cho câu hỏi của bạn Phương Lan. Năm 2011 em sinh con đầu lòng, xong thì hay đi ngoài phân lỏng. Tình trạng đó cứ kéo dài mấy năm liên tiếp. Đợt này em sinh đứa thứ hai xong thì lại đau nhiều hơn ạ. Và lúc nào cũng bị sôi bụng, và mỗi ngày thì đi ngoài 5 đến 6 lần. Bé của em thì được 12 ngày tuổi, cháu cũng bị sôi bụng giống như mẹ. Bác sĩ có thể cho biết là như vậy thì cái việc bú sữa mẹ hoàn toàn có ảnh hưởng không? Và em bị như thế là vì lý do gì ạ? Thì như câu hỏi của chị thì chị hay bị rối loạn phân, đi ngoài phân lỏng ngày 2-3 lần. Bình thường thì ta thường là đi ngày ngoài một lần, phân có khuôn. Thì mô tả của bạn thì không biết là phân của bạn có hay không. Nhưng mà nếu mà có máu thì bắt buộc phải đi khám và soi đại tràng để tìm nguyên nhân. Còn nếu mà không có máu thì cũng phải đi khám, nhưng mà có thể trì hoãn được để cho con bú. Thì trong trường hợp này thì bạn cứ cho con bú bình thường. Cái sôi bụng đấy là cái nhu động ruột thôi. Thì có thể cái nhu động hơi mạnh hơn thì mẹ nghe thấy rõ thì cũng không có đáng gì đáng ngại, mẹ vẫn nên cho con bú. Sữa mẹ là rất là tốt cho con trong 6 tháng đầu. Còn đây là câu hỏi của khán thính giả gửi đến từ địa chỉ email nguyenthiliemqta@gmail.com ạ. Bác sĩ cho tôi hỏi, con tôi đến nay được 2 tháng tuổi, cháu rất ít đi vệ sinh, cụ thể là khoảng hơn nửa tháng nay thì cháu đi ít, khoảng 2-3 ngày cháu mới đi một lần. Mỗi lần đi thì là rất nhiều phân và phân mềm. Nhưng trước khi đi khoảng một ngày thì cháu đánh rắn nhiều, to và thối. Cháu hay rắn và tỏ ra rất là khó chịu. Mỗi lần rắn thì là cháu lại khóc ạ. Vậy thì bác sĩ có thể tư vấn về cái hiện tượng này ạ. Thì theo câu hỏi thì cháu 12 tháng thì đi ngoài 2-3 ngày mới đi một lần. Nhưng nó mềm thì cũng không đáng ngại. Cái thứ hai là của cháu là từ ngày thứ hai thì thường có cái hiện tượng đánh rắm như vậy. Thì bình thường nếu mà tốt nhất là mẹ tập cho tỏ con thói quen đi ngày một lần. Vì khi mà phân nó đọng ở dưới thì cái nhu động tăng lên để nó kích thích để đẩy phân ra. Thì có thể gây cho con cái cơn đau bụng đấy. Chính thế nhưng mỗi lần buồn đi thì con nhu động nó tăng lên làm cho con đau và con thì quấy khóc. Khi sau khi con đi được thì sẽ dễ hơn. Cho nên trong trường hợp này thì khuyên mẹ là nên tập chi cho con cố gắng ngày một lần để tạo một cái phản xạ, và hai nữa là nên massage bụng để kích thích cái nhu động ruột cho con đi vệ sinh hàng ngày, tạo một phản xạ có điều kiện thì sẽ tốt cho bé.
Có một câu hỏi của một bạn thính giả khác thì lại là đối ngược với bạn Nguyễn Thị Niêm vừa rồi ạ. Tức là con của bạn ấy được 4 tháng tuổi và bây giờ thì là đi trước đây thì là khi 2-3 tháng tuổi thì con của bạn ấy mỗi ngày đi ngoài đến 5-7 lần, thậm chí là nhiều khi đánh rắn là cũng ra kèm theo phân ạ. Bây giờ thì đã được 4 tháng nhưng vẫn mỗi ngày đi ngoài 3 lần. Vậy thì như vậy có ảnh và phân không đóng khuôn ạ. Vậy thì hiện tượng đó có bình thường hay không ạ? Nếu mà ở cái lứa tuổi của cháu mới mấy tháng tuổi thì đi thành khuôn thì cũng không không nhất thiết, nhất là những trẻ bú mẹ thì thường những trẻ bú mẹ thì đi ngoài nhiều hơn so với các cái trẻ khác. Và nếu mà cái phân bình thường con nó vẫn tăng cân đều thì cũng không có ảnh hưởng gì. Thì khi đang trẻ nhỏ thì cái nhu cầu bú sữa nó cao hơn cho nên đi ngoài phân nhiều, mẹ cũng không nên lo lắng Rồi, nếu các con phát mẹ triển. thì thường lo lắng nhưng mà cơ thể mỗi đứa trẻ không 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 cơ thể nào giống cơ thể nào đúng không ạ? Và đây là câu hỏi của bà Kính đến từ Hưng Nguyên mà chúng ta đã nhận được qua điện thoại ạ. Chương trình xin chào bà Kính ạ. Vâng, dạ, chào chương trình ạ, chào Dạ, chào bác. bà hãy nêu câu hỏi liên quan đến bệnh tiêu hóa đấy ạ, bác sĩ Hương sẽ tư vấn ạ. Vâng, bác thì báo cáo với chị là bác có thể là cái bệnh táo bón lâu lắm rồi. Vâng, mà táo bón nhiều khi có cái 3-4 ngày mà đi cũng lắt nhắt không ra răng cả. Vâng, mà còn thêm là ít ngủ nữa. Mà đi bà cũng nói đời trang cũng đi soi cái chiếu thì làm phiếu âm cũng nhiều lắm rồi nhưng mà cũng chưa giải quyết được chứ cả, mà cứ bệnh cứ thường xuyên nữa. Vâng, không đau lắm đâu, nhưng mà thì cứ táo thì đi ngoài khó vì là đi lắt nhắt đấy mà có khi thì kẹt khi thì nó trong khi không khuôn được chịu ý. Mà điều kỳ cũng Bác nhiều mà tôi rồi hỏi năm nay bác bao nhiêu tuổi rồi ạ? bạc 70 Bác đã đi soi đại tràng bao giờ chưa ạ? có nhiều rồi sói tôi ra ngoài Hà Nội khám đấy cũng định định nơi mà cũng được, họ bảo là đại tràng bỏ vừa đi tiền 103, họ bảo là ruột của bác hơi dài nó gấp lại gấp khúc cho nên là đi ngoài là khó đi mà thì không đi được tạo cho nói thế nhưng mà bác uống lung tung cái đây các cái chất mát cái rau kia cũng nhiều lắm rồi không chịu được chứ à. Bác bây giờ là 2-3 ngày bác mới đi một lần hay là thế nào? Có khi 2-3 ngày có khi thì 3-4 ngày có khi thì ngày một có khi thì đi 3-4 lần nhưng mà đi lắm nha chứ không phải là đi thành khuôn từng một ngày một lần được rồi đấy. Có khi nào phân có máu không bà? Mọi lần đi thỉnh thoảng có nhưng mà cũng lâu thì không có. Vì máu là mọi lần nó mò gần nó chiều nó mò là trĩ thì nổi nhưng mà cái máu này nhưng mà khi đi điều trị uống thuốc giảm như là nó mất chứ còn không biết nhưng mà chỉ táo bón là chủ yếu rồi thì là coi như là khó đi. Thì thứ nhất là trong trường hợp của bác thì bác đã đi kiểm tra ở bệnh viện 103 rồi Đã thì tính nhiều rồi. đã soi các thứ thì mình cũng yên tâm là loại trừ được các cái bệnh lý về khối u là nguy hiểm đến tính mạng. Còn như hiện tại đấy thì bác có cái vấn đề rối loạn về tiêu hóa lúc phân lỏng lúc phân táo. Bây giờ thì cái chế độ ăn của bác thì bác đã thay đổi rất là tốt, ăn nhiều rau uống nhiều nước. bây giờ nhiều. bây giờ bác nên tập về phản xạ đi vệ sinh một lần. Cái thứ hai là bác nên massage bụng, bác massage theo chiều từ phải sang trái Nhiều ký đồng hồ chứ. theo chiều từ phải sang trái ạ. Bà là tôi nói chuyện 8-3 hoàng bảo thế đấy. Còn bánh nhiều Và thế một đấy. ngày thì phải massage từ tôi tốt được thì 1 đến 2 lần. Thì Tập thể nói dục chung là tôi đi thường đi bác xuyên đã đấy. kiểm tra như vậy rồi thì cũng yên tâm được một phần rồi. Bây giờ bác cố gắng tập cái thói quen của mình để có cái phản xạ đi ngoài tốt hơn ạ. Vâng ạ. Chúc cho bác Kính sẽ có sức khỏe tốt hơn ạ. Cảm ơn bác đã tham gia Chào cùng chương các chương trình. trình nhà giá trị nha. Cảm ơn bác. Và tiếp theo chương trình thì là chúng ta sẽ tư vấn câu hỏi cho bạn gái đến từ Nam Đan ạ. Chương trình xin chào bạn gái ạ. Em xin hỏi bác sĩ, vậy là con em được 3 tuổi rồi, mọi bữa đi cắn được hình như càng ngày hình như hình đi học cũng hắn chịu ấm chứ cả. Người nhỏ nhỏ nữa, có cái chỉ để cho cháu nằm cho ngón miệng. Thứ nhất là con 3 tuổi mà 11 cân thì như thế là nên là suy dinh dưỡng cũng khá nặng. Thì tốt nhất là mẹ phải đi khám để đánh giá mức độ dinh dưỡng thế nào. Cái thứ hai là thì bác sĩ sẽ tư vấn cụ thể cái chế độ ăn cho con. Ví dụ như mình phải có một cái chế độ ăn đều đặn và phải nói chung là những cái tuổi này phải làm thế nào đấy để tạo một cái cảm giác thèm ăn cho con. Nên có thể là thay đổi món, thay đổi khẩu vị cho con.
chế biến nhiều loại thức ăn cho con để con có tặng. Và hai nữa là nhiều khi cũng phải có một cái trò gì đấy để tập cho con vui vẻ trong ăn, tạo cái háo hức trong ăn. Dạ. Và tốt nhất là phải đi khám để xem có bệnh gì, lý gì không đã. Vì dạ, cái suy rồi. Dinh dưỡng thì có thể không ăn là do bệnh gây dẫn đến như vậy. Và suy dinh dưỡng dẫn đến là bệnh tật, nó trở thành cái vòng xoắn bệnh lý. Thì tốt nhất là mẹ cho con đi khám chuyên khoa nhi, bác sĩ đánh giá mức độ bệnh tật để và vấn đề ăn uống của con thì bác sĩ tư vấn cụ thể hơn. Và chương trình của chúng tôi hôm nay là tư vấn về các bệnh lý về đường tiêu hóa. Và tuy nhiên với câu hỏi vừa rồi thì bác sĩ Hằng đã tư vấn một cách cơ bản và khái quát. Muốn cụ thể hơn thì bạn hãy đến bệnh viện để thăm khám và có cái hướng tốt nhất cho con mình ạ. Cảm ơn bạn gái đã gọi điện về cho chương trình ạ. À, thưa bác sĩ, lúc đầu chương trình thì bác sĩ có nói đến bệnh tiêu hóa do virus rota. Sự khác nhau giữa bệnh tiêu hóa bình thường với tiêu chảy bình thường với tiêu chảy virus rota là như thế nào? Thì với câu hỏi này thì có thể nói là rotavirus là một cái bệnh do con virus thường nhiễm ở những cái tuổi đầu. Vâng. Đa số trong đời thì khoảng 80-90% dân số có mắc cái virus này nếu không dự phòng. Vâng. Thì nhất là 2 năm đầu. Thì nó khác ở các cái thường là mức độ trầm trọng hơn, nặng nề hơn. Nếu mà không bù nước kịp thời cũng có những trường hợp nguy kịch đến tính mạng. Điều quan trọng nữa là thường là khởi phát bằng cái sốt và đầy bụng, cũng có thể nôn trước, sau đấy mới đi ngoài. Một số bệnh về tiêu hóa khác thì cũng khó nói, phân biệt cũng rất là khó. Dựa vào cái triệu chứng lâm sàng, bác sĩ nghĩ nhiều đến còn chẩn đoán đặc hiệu đến trước, có cái xét nghiệm gì chẩn đoán đặc hiệu là ỉa chảy do rotavirus hay là do bệnh gì khác. Nhưng điều quan trọng là mình biết mức độ trầm trọng của bệnh và để dự phòng được, và bệnh này là có thể dự phòng được. Vâng. Quan trọng và khi có dấu hiệu thì đến trung tâm y tế để bác sĩ thăm khám và theo dõi, đúng không ạ? Vì là nhất là ở cái tuổi trẻ con, dưới 2 tuổi bị nhiều, cho nên nên đến sớm để bù nước cho con, quan trọng là bù nước tiền dài. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ Hằng đã đồng hành cùng chương trình ngày hôm nay ạ. Trong chuyên mục sức khỏe của bạn tuần sau thì chúng tôi sẽ tư vấn về cách phòng và điều trị các bệnh lý về đường hô hấp. Những câu hỏi liên quan về chủ đề này thì quý vị đã có thể gửi ngay từ bây giờ đến địa chỉ email sức khỏe của bạn ntv@gmail.com hoặc là gọi điện về số điện thoại 0386262999 vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần. Một lần nữa thì xin cảm ơn Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thương Hoàng, Bệnh viện Quốc tế Vinh, Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC và Văn phòng Đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư và Hợp tác Quốc tế Thăng Long tại Nghệ An, viết tắt là OSC, đã tài trợ cho chương trình này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.